Hoàng xin chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon ngày hôm nay. Và trong chương trình lần này thì Hoàng An sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh. Dạ, xin chào chị Oanh. Chào Hoàng An. Mình rất vui được đồng hành cùng chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon để cùng với các chị em nội trợ giải đáp thắc mắc mà các chị em hay quan tâm, đó là hôm nay mình mua gì và hôm nay mình ăn gì. Chính vì vậy cho nên chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon ra đời nhằm để thực thi cái nhiệm vụ cao cả và rất là ý nghĩa này, đúng không chị Oanh? Đúng rồi đó Hoàng An. Dạ, và không biết là hôm nay thì chị Oanh sẽ chia sẻ cái thực đơn như thế nào đến với tất cả chị em nội trợ hả? Mâm cơm hôm nay mà mình muốn chia sẻ đến với các chị em đó là mâm cơm chay. Mâm cơm chay. Mình cố gắng ăn chay 1-2 ngày trong tháng á, vừa để cân bằng trong cơ thể mà vừa thay đổi món cho các thành viên trong gia đình của mình nữa đó Hoài An. Dạ, thật ra mỗi tháng Hoài An cũng ăn chay rất là nhiều ngày và mỗi lần như vậy thì cảm thấy mình rất là nhẹ nhõm và thanh tịnh đó chị. Bây giờ mình đi chợ nha. Dạ, em sẽ phụ chị. Rồi nè, đậu này là mình để dành mình chiên cũng được. Rồi hôm nay mình sẽ làm cái món đậu kho tương nấm bằng cái đậu này ha. Dạ. Cái này thì dễ chế biến không chị ha? Cũng dễ chế biến, tuy là nó hơi mềm hơn cái loại ở chợ xíu. Đậu hũ là một món ăn mà tốt cho sức khỏe nè. Dạ. Nếu mà bạn nào mà đang muốn giảm cân á, thì đậu non là một lựa chọn tuyệt vời nha. Vì nó cũng có nhiều chất dinh dưỡng mà nó cũng gia tăng nữ tính, rồi nó cũng có nhiều cái chất mà có lợi cho sức khỏe. Cho nên nó mình ăn đậu non thì cũng là đầy đủ dinh dưỡng cho mình rồi đó. Dạ, đậu hũ thì rất có lợi cho chị em phụ nữ. Rồi em sẽ lưu ý cái bí quyết này. Mình mua đậu non luôn Hoài An ơi. Đậu non thấy ở đằng sau á. Thôi mình quay lại nha. Rồi. Mình mua đậu non. Đậu hũ non, đây nè, đúng đây, không chị? Đây, cái món này đây. Dạ. Cái đậu này thì nó khác với lại cái đậu hồi nãy mình mua. Đậu này thì nó cứng hơn, mình có thể chiên hoặc là kho. Nhưng mà cái đậu này mình nấu canh với lại rong biển là rất tuyệt vời nha. Nó mềm mịn, tan trong miệng luôn, rất là dễ ăn. Gói này là mình nấu được nhiều lần lắm nha Hoài An. Gia đình mình ăn một tô á, thì mình lấy khoảng 1/3 thôi. Rồi mình ngâm nước. Ngâm nước thì nó sẽ nở ra. Dạ. Nở ra nhiều. Nhưng rồi mà mình về cái khâu chế biến mà mình rửa hay là mình cắt khúc gì đó của cái này thì khó không chị? Không, trong biển thì không có gì cầu kỳ hết Hoài An. Mình chỉ là ngâm nước lạnh thôi, ngâm nước thường thôi. Rồi mình rửa 2-3 lần, tại vì có nhiều loại rong biển thì nó có muối. Cho nên mình rửa nhiều để cho nó bớt cái muối đó. Nếu mà cần thì mình cắt nhỏ ra. Cắt vừa thôi, vừa ăn thôi, đừng có cho nó dài quá đó. Vậy là mình nấu thôi. Và rong biển này thì mình đợi nước sôi mình sẽ bỏ vào chứ không có phải xào trước nữa. Không xào trước, nước sôi là bỏ vô, mình bỏ chung với lại đậu non luôn. Các chị em mà khi mà mình đang muốn giảm cân á, thì những cái thực phẩm này là những cái lựa chọn tuyệt vời đó. Em cũng thấy hấp dẫn với cái thực đơn lên mâm cơm ngày hôm nay dữ lắm rồi đó chị. Mình sẽ lựa thế nào chị? Mình lựa cái trái giòn giòn, non non về được rồi. Nếu mà cái trái mà to quá đó thì cái hột nó sẽ cứng. Cho nên mình lựa cái trái vừa thôi. Vỏ nó còn xanh vậy nè. Nếu mà nó đậm như vậy thì cái trái cà nó cũng đã già rồi đó. Cho nên mình lựa trái non vậy thôi. Tức là màu nó càng lợt như thế này thì nó sẽ càng non đúng không ạ? Rồi vậy thì mình sẽ mua 2 trái thôi. 2 trái. Hai trái đủ một dĩa rồi đó. Dạ. Nó ở đây nè. Dạ. Thôi mình lấy xuống nha. Để sẵn một lóc vậy luôn. Tương này đó, nó là tương hột. Nhưng mà nếu mà mình về mình chế biến món này á, thì mình sẽ phải giã ra. Hoặc là nếu mà mình có cái cối xay nhỏ nhỏ đó, thì mình xay nó ra. Thì nó sẽ ngon hơn đó. Thì cái đậu hũ của mình nè, mình sẽ cắt miếng đi.
xong rồi mình chiên lên. Rồi. Mình chiên lên. Rồi mình lấy cái dầu bơ rô á, bơ rô với lại dầu ăn á, mình xào lên, xong rồi cái mình bỏ cái tương mà mình đã xay vô đó. Dạ. Cái mình cho chút nước, cái mình cho cái đậu mà đã chiên vô, mình kho. Kho xong rồi mình cho nấm vô luôn. Rồi mình đậy nắp một khoảng 5 phút, 7 phút là nó sẽ chín luôn. Dạ. Món ăn rất là ngon đó bạn. Dạ, và cũng dễ chế biến nữa chị ha. Dễ lắm. Đậu kho tương nấm. Dạ, rất là ngon. Em sẽ lưu ý về món ăn này. Mua nấm nha, mình coi. Dạ. Nấm ở đâu nè. Rồi, nấm đông mình cô. Mua nấm đông cô tươi nha. Đây, nấm đông cô tươi đây. À. Cách chọn mua nấm là như thế nào chị ha? Nấm đông cô tươi thì mình cũng không có chọn lựa cầu kỳ gì lắm, miễn là nó tươi á. Xong rồi về thì mình thích thì mình để chân, còn nếu không thì mình cắt chân đi. Cắt ít chân đi và cái gốc mình cắt chân đi, xong rồi mình thái mỏng là mình rửa sạch là nấu được rồi đó bạn. Dạ. Nhưng mà về cái nấm này thì mình có để ý về màu sắc của nấm không ạ? À, không, tại vì nấm tươi á, thường á, là người ta đã hái rồi, người ta lựa chọn sạch rồi. Mình chỉ cần cắt gốc bỏ. Ở đây nè, Hoàng An thấy cái chân gốc của nó đen đen á. Mình cắt cái gốc này á, nó hơi dai. Nếu mà mình hầm canh á, thì mình lấy, nhưng mà giờ mình xào á, cho nên mình không có lấy gốc. Dạ, rồi, mình chỉ xài cái nấm ở trên thôi. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Vậy mình lấy một hộp hay bao nhiêu? Một hộp đủ rồi Hoàng An. Rồi, mình đã đi chợ đầy đủ cho cái mâm cơm hôm nay rồi đó Hoàng An. Dạ. Hết 81.000 đó. À, chỉ có 81.000 thôi, đúng nghĩa ngon bổ rẻ phải không chị Oanh? Đúng rồi đó Hoàng An, vậy mới gọi là chợ khéo chứ. Dạ, đúng rồi đó chị. À, nhưng mà quan trọng là mình phải chế biến làm sao cho thiệt là ngon nữa nè. Để cho các thành viên trong gia đình của mình dù ăn chay nhưng mà vẫn cảm thấy ngon miệng và rất là đậm đà, đúng không chị? Đúng rồi. Và sẵn đây thì Hoài An cũng bật mí với quý vị là trong thời gian này, quý vị đừng quên ghé đến siêu thị Co-op-Mart để mua thực phẩm nha. Với tuần lễ trái cây Nam Bộ, hệ thống siêu thị này đang có chương trình giảm giá từ 15 đến 20% cho rất nhiều loại trái cây như nhãn nè, dưa hấu nè, rồi ổi, xoài, chôm chôm, thanh long cùng nhiều loại khác nữa. Còn mặt hàng thực phẩm được giảm giá là cá lóc, thịt nạc vai, thịt xay, chả cá, bí đỏ, bầu, dưa leo cùng một số loại rau xanh. Tất cả được giảm từ 10 đến 25% nha và kéo dài đến ngày 6 tháng 6 lần nha quý vị. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị theo dõi hướng dẫn chế biến những món ăn này ở phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì Hoài An cùng với chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh xin gửi lời chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều và cũng cảm ơn nhà tài trợ của Co-op-Mart đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Quý vị có thể xem lại chương trình ở trên trang web vtv9.vtv.vn hoặc là fanpage Chợ Khéo Cơm Ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.